31. Định dạng nội dung trong bản tính. Một là mã mục tiêu bài học. Sau khi học xong bài học này, các bạn sẽ có khả năng: thứ nhất, thay đổi việc canh chỉnh nội dung một ô hoặc các nhóm ô. Thứ hai, thay đổi định dạng văn bản và số trong một ô hoặc nhóm các ô. Dùng cho để xác định định dạng trong ô. Hai là mã nội dung bài học. Trong Excel, để canh chỉnh dữ liệu trong một ô hoặc nhóm ô thì các bạn sẽ dùng tới hộp thoại Excel. Để mở hộp thoại Excel, các bạn làm như sau. Các bạn nhấn Alt+S và Menu Format. Auto Menu Format Menu Cells ...Control+1 to... Ngay Cell rồi Enter. Enter leaving menus to switch pages press Control Tab. Hoặc các bạn có thể nhấn phím tắt đó là Control số 1. Control 1 Format Cells Dialog Number Page Number Tab. Các bạn sẽ nghe chương trình đọc là Format Cell. Và bây giờ bạn sẽ thực hiện định dạng thư như sau. Thứ nhất là định dạng text với tab font trong hộp thoại Excel. Microsoft Excel tab. Đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu với các bạn định dạng văn bản với tab font trong hộp thoại Excel. Đầu tiên, các bạn sẽ chọn nội dung mà các bạn cần định dạng. Bây giờ tôi sẽ định dạng cho dòng thanh tiêu đề. Do đó tôi sẽ đứng ngay thanh tiêu đề và tôi nhấn Shift khoảng trắng để chọn cả dòng. Selected entire row. Select a four. STTI. Sau đó, sau khi chọn xong vùng cần định dạng, các bạn sẽ nhấn Ctrl số 1 để vào hộp thoại Excel. Control 1, Format Cells Dialog, Number Page, Number Tab. Trong hộp thoại Excel, các bạn sẽ nhấn Ctrl Tab đến trang Font. Font Tab. Các bạn nhấn Tab đến mục Font Edit Combo. Tab, Font Colon Edit Arial. Ở đây, các bạn sẽ chọn font chữ mà mình muốn sử dụng. Sau khi chọn xong, các bạn sẽ nhấn Tab đến mục Font Size. Tab, Font Style Colon Edit Regular. Các bạn sẽ có những mục lựa chọn là Regular, bình thường. Italic. Italic, in nghiêng. Bold. Bold in đậm. Bold italic. Bold italic, vừa đậm vừa nghiêng. Ở đây tôi sẽ chọn in đậm. Bold. Sau đó các bạn sẽ nhấn Tab đến mục Size. Tab Size colon edit 10. Các bạn sẽ dùng mũi tên lên xuống để chọn cỡ chữ hoặc là các bạn có thể nhập vào. Sau khi chọn xong các bạn sẽ nhấn Tab đến mục Kế. Tab Strike Throw checkbox not checked. A check press spacebar Alt plus K. Tricky Throw, nhấn khoảng trắng để check mục này có nghĩa là các bạn sẽ gạch bỏ phần nội dung mà các bạn đang chọn. Tab Superscript checkbox not checked. A check press spacebar Alt plus E. Superscript, nếu check mục này thì các bạn sẽ có thể gõ số ở trên đầu, tức là số mũ. Tab Subscript checkbox not checked. Subscript, nếu các bạn nhấn khoảng trắng thì nó sẽ trở thành số chỉ dưới. Tab Underline colon combo box none. Underline, gạch dưới, các bạn dùng mũi tên lên xuống để chọn là gạch dưới. Tab Dialog font color button menu automatic color. Dialog font color, dùng để chọn màu. Các bạn dùng mũi tên lên xuống để chọn màu, sau đó nhấn Enter để hoàn tất việc chọn màu. Sau khi đã hoàn tất việc canh chỉnh thì các bạn sẽ nhấn Tab OK và kích hoạt vào. Tab OK button. Nếu không muốn thiết lập những canh chỉnh này thì các bạn có thể nhấn Escape để thoát khỏi hộp thoại hoặc là nhấn Cancel. Ở đây tôi sẽ nhấn OK. Enter. Selected range A4 through A4, A4, STTIV4. Trên đây tôi đã hướng dẫn với các bạn tab font trong hộp thoại Excel dùng để canh chỉnh định dạng text. Trong Excel cũng có những phím tắt thông dụng cho việc canh chỉnh như là trong chương trình Microsoft Word. Chẳng hạn như các bạn nhấn Ctrl B là bật tắt chế độ in đậm, nhấn Ctrl Y bật tắt chế độ in nghiêng, nhấn Ctrl U bật tắt chế độ gạch chân, Ctrl Shift B để các bạn có thể lên mục chỉnh cỡ chữ trên thanh công cụ. Tôi sẽ nhấn Ctrl Shift B. Control Shift P font size colon edit 10. Hoặc không muốn canh chỉnh thì các bạn có thể nhấn Escape ra. Escape font size colon combo box 10 to change the selection. Escape selected. Để lên mục chỉnh font chữ trên thanh công cụ thì các bạn sẽ nhấn Ctrl Shift F. Để gạch bỏ thì các bạn sẽ nhấn Ctrl số 5. Control 5. Phần tiếp theo là các bạn sẽ canh chỉnh nội dung với tab Alignment trong hộp thoại Excel. Để canh lề cho phần nội dung thì các bạn cũng dùng những phím tắt thông dụng như trong chương trình Microsoft Word. Chẳng hạn như các bạn nhấn Ctrl L để canh trái, Ctrl E để canh giữa, Ctrl R để canh phải. Trong Excel, đặc biệt bạn còn có thể canh chỉnh. Hơn đó là nhờ vào trang Alignment trong hộp thoại Excel. Để canh chỉnh thì đầu tiên bạn sẽ chọn vùng nội dung cần canh chỉnh.
Sau đó, nhấn Ctrl số 1 vào hộp thoại Sales. Control 1. Nhấn Ctrl Tab đến trang Alignment. Alignment Tab. Ở trang Alignment thì các bạn có thể nhấn Tab qua mục là Horizontal. Tab Horizontal Colon Combo Box General. Ở đây, các bạn lựa chọn vị trí canh theo chiều ngang của ô. Justify. Justify là canh đều. Fill. Fill là làm cho đầy. Right left paren and then right paren. Right là canh phải. Center. Center là canh giữa. Left left paren and then right paren. Left là canh trái. Ở đây tôi sẽ chọn canh giữa, center. Center. Sau đó các bạn nhấn tab đến vertical combo box. Tab vertical colon combo box bottom. Ở đây các bạn sẽ chọn vị trí canh theo chiều dọc của ô. Bottom. Bottom sát lề dưới. Justify. Justify canh đều. Distributed center. Center canh giữa. Ở đây tôi cũng sẽ canh giữa. Sau khi chọn xong, các bạn có thể nhấn Enter hoặc là nhấn Tab đến OK rồi kích hoạt vào để hoàn tất việc canh lề cho văn bản trong ô của mình. Enter selected range a 1 through a 65,500. Tương tự như vậy thì bạn cũng có thể canh lề cho những phần còn lại. Phần tiếp theo là một vài lựa chọn khác trong trang Alignment. Đó là đôi khi nội dung mà bạn nhập vào ô có thể quá dài so với độ rộng của ô. Thường thì bạn sẽ thay đổi độ rộng cho cột. Nhưng nếu không muốn thay đổi độ rộng cho cột, bạn cũng có hai cách lựa chọn trong trang Alignment. Trước khi bạn canh chỉnh thì bạn nên chọn vùng mà mình muốn canh chỉnh, sau đó mới vào hộp thoại Sales. Control 1. Ở trang Alignment, tôi sẽ nhấn Shift T để các bạn có thể nghe. Title is Microsoft Excel Dashbook 1.xls Pages Alignment. Các bạn sẽ nhấn tab đến mục là Wrap Text Checkbox. Tab Wrap Text Checkbox Not Check. Wrap Text. Nếu các bạn lựa chọn mục này thì các bạn sẽ nhấn khoảng trắng để check, thì phần text dư trong ô mà bạn đã nhập sẽ tự động rớt xuống dòng và không làm thay đổi độ rộng của ô. Hoặc mục thứ hai là các bạn có thể tab đến mục là Shrink to Fit. Tab Shrink to Fit Checkbox Not Check. Mục này, nếu các bạn lựa chọn thì các bạn sẽ nhấn khoảng trắng để lựa chọn, thì phần text của bạn sẽ co lại vừa với độ rộng của ô mà bạn đã chọn. Sau khi lựa chọn xong thì các bạn sẽ nhấn Enter để hoàn tất. Enter. STT-04. Ở trên, tôi đã hướng dẫn với các bạn việc định dạng nội dung của ô hoặc là của nhóm ô. Để nghe lại định dạng của ô hoặc của nhóm ô, các bạn sẽ nhấn Insert F. Cell font is Arial, bold, 10 points, highlighted, horizontal alignment is centered, vertical alignment is centered, cell number format is general, cell dimensions are 56 points wide by 12 points high. Trong câu thông báo, bạn sẽ nghe được tên phông chữ, kích cỡ chữ, vị trí canh thẳng hàng, gạch dưới, vân vân. Nếu bạn muốn cho tự động thông báo thông tin về định dạng số, thì bạn hãy mở hộp thoại Adjust Jaws Option bằng phím là Insert V. Adjust Jaws Options Dialog, Preview, Formatting Open. Rồi các bạn sẽ nhấn chữ N tới mục là Number Format Change Indication. N, Level 1, Number Format Changes Indication Dash Off, 1 of 3, Formatting. Ở đây bạn sẽ nhấn khoảng trắng để cho On. Base, Number Format Changes Indication Dash On. Sau đó các bạn nhấn Enter để hoàn tất. Enter application settings saved Microsoft Excel dash STT04 general. Bây giờ thì khi bạn di chuyển đến một ô nào đó, các bạn sẽ nghe được định dạng của nội dung. Chẳng hạn như tôi nhập 10 of 14 general. Bạn có thể nghe được định dạng của số 10 đó là general, và tôi nhập ở ô A15 đó là 7%. Thì bây giờ các bạn có thể di chuyển và nghe định dạng 7% of 15 percentage. 7%. Vào phía sau bạn có thể nghe được là cho thông báo đây là định dạng theo kiểu phần trăm. Percentage.